liên danh Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Phương Thành, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh đã trúng gói thầu 1.256 tỷ đồng thi công xây dựng dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn Mai Sơn quốc lộ 45. Giá trúng thầu là 1.256 tỷ đồng, với thời gian thực hiện hợp đồng là 24 tháng. Đây là kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XL13 thi công xây dựng đoạn km 307 600 đến km 318 000, bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công. Dự án thành phần đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn Mai Sơn quốc lộ 45 vừa được Bộ Giao thông Vận tải ban hành tại quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Mai Sơn quốc lộ 45 có tổng cộng 5 gói thầu xây lắp. Đến nay, Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp cho 4 gói thầu XL10, XL11, XL12, XL13. Cụ thể, đơn vị trúng thầu gói thầu XL10 là liên danh doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường, Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Sơn Hải, với giá trúng thầu là 1.628 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 24 tháng. Đơn vị trúng thầu gói thầu XL11 là liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Cường Thịnh Thi, Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Định An. Giá trị của gói thầu là 852,3 tỷ đồng, bao gồm dự phòng và 10% thuế VAT. Gói thầu này sử dụng vốn ngân sách nhà nước, thời gian thực hiện hợp đồng 24 tháng. Đơn vị trúng gói thầu XL12 là liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch, Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long, với giá trúng thầu là 1.344 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 24 tháng. Với gói thầu cuối cùng là XL14, do các nhà thầu dự thầu không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu nên sẽ phải tổ chức đấu thầu lại và dự kiến sẽ hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu vào cuối tháng 12 năm 2020. Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn quốc lộ 45 đi qua địa phận hai tỉnh là Ninh Bình, Thanh Hóa, với chiều dài toàn tuyến khoảng 63,37 km. Điểm đầu dự án nằm tại nút giao với đường tỉnh 477, trùng với điểm cuối dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cao Bồ Mai Sơn thuộc địa phận huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Điểm cuối tại nút giao với đường Nghi Sơn Thọ Xuân, trùng với điểm đầu dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn quốc lộ 45 Nghi Sơn thuộc địa phận huyện Đông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Phân kỳ giai đoạn 1 của dự án sẽ xây dựng 4 làn xe hạn chế, vận tốc thiết kế 80 km/h. Giai đoạn hoàn chỉnh của dự án sẽ được xây dựng theo quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 120 km/h. Tổng mức đầu tư giai đoạn phân kỳ là 12.111 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng và thiết bị 7.684 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý Dự án Thăng Long tổ chức thực hiện và quản lý.